Mà cái này nó hay lắm mấy chị, nó thẩm thấu vô cái làn da mình rất rất là tốt. Bây giờ thử nghiệm nha. Đây, cầm trái cam đi gái. Đây là trái cam nha, trái cam hơi ướt mới bỏng tủ lạnh xong. Đây Đây. gái. Đầu tiên là em sẽ xịt bằng cái này. Là của Asia Skin nha, AE Skin nha, AE Skin nha. Thứ hai là một cái loại xịt chống nắng mua ngoài thị trường. Đó, rồi xoa đeo. Xoa đi Quỳnh ơi, lẹ đi Quỳnh. Đây, ôi sao bị chảy đó rồi nè. Đây quý vị coi nè, trái cam sẽ thẩm thấu nha, còn này quý vị thấy nó chảy đâu gì, thấy không nè nè quý vị coi, cái này là hai trái cam y chang nhau, nhưng một cái là cái tinh chất kem sẽ thẩm thấu sâu vào trái cam nha, và một cái là sẽ chảy nước và nó bận bận bận, nó không có thấm đều gì, không không có thấm đều, rất là ok luôn. Xài đi là mê quý vị nha. Thì cái dòng thương hiệu nó nổi tiếng 3-4 năm trên thị trường rồi, và nó làm rần 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 thị trường, và anh chị em nghệ sĩ ai ai cũng tin dòng sản phẩm e skin này đã lắm nha. Nó the cái mặt cái gì nha, và Lâm nghĩ một chai này xài rất là lâu, rất rất là lâu luôn. Và đây là ủ trắng mặt nha quý vị nha. Quý vị ơi, sau khi mà ta nói là con vợ Lâm nó ru quến Lâm, thì bây giờ Lâm đã sức lên, và bây giờ cảm nhận của Lâm là bây giờ cái sản phẩm này là bây giờ Lâm ghiền luôn rồi nha. Asia Skin có rất là nhiều loại trắng da nè, body ban đêm, body ban ngày, nhưng cái loại này cái loại lần đầu tiên xuất hiện, cũng như là lần đầu tiên mà trái rần rần trên thị trường là ủ trắng mặt than hoạt tính Asia Skin đó. Thì mình xức lên như vậy, và khi mình sử dụng cảm giác the the cái mặt nha, the the cái mặt đó là cái hiện tượng bình thường, cho nên mọi người yên tâm giùm Lâm. Bây sao đang đào thải tất cả các độc tố trong mặt ra, cũng như làm trắng làn da, sáng làn da lên. Thì một hộp như thầy giá của nó là 390.000. 390 ngàn, 360, 390 ngàn, 390 ngàn như vậy nha. Xài rất rất là ok, và xài rất rất là lâu luôn, xài đi là mê như vậy nha. Thật sự rất là ok. Quý vị ơi, sau khi mà mình ủ trắng cái mặt của mình xong rồi, cái mặt mình nó sáng lên, nó trắng lên, thì bước tiếp theo mọi người nên sử dụng là kem dưỡng da che khuyết điểm chống nắng như vậy nha. Nó ba trong một, như là kem dưỡng da này, thứ hai là che khuyết điểm nè, thứ ba là chống nắng nè. Một cái tip như thế này đó, là cái mặt mình sạch sẽ xong cái mình sử dụng cái này lên nha. Và cái hộp như thế này thì mình xài rất là lâu, cũng tiếp rất là dày cái gì nha. Tiếp này hiện tại Lâm đang xài và rất là lâu, khoảng 3 tháng 4 tháng là chưa hết, là ngày nào Lâm cũng sử dụng cái trơ trọi. Thứ nhất là dưỡng da, làm hồng hào da, trắng sáng da, mịn màng da, và xe kính lỗ chân lông. Thứ hai là sẽ che khuyết điểm, và đặc biệt là nó sẽ chống nắng cho mấy chị. Mấy chị nhớ là sức nha, sức dùm cho Lâm, tan đều trong da mặt chúng ta, làm da mình trắng sáng cũng như là chống nắng cực kỳ hiệu quả. Cho nên cái phần chống nắng, cái phần rất rất là quan trọng như vậy nha. Chỉ có Skin Asia là có thể làm cho chúng ta vừa sáng vừa trắng vừa đẹp vừa dưỡng da, nói chung là ba trong một nha vậy nha. Bây giờ Lâm sẽ tính cái quyền lợi của khách hàng đây, tính cái quyền lợi của chị em mình đây. Kem dưỡng da trang điểm chống nắng này là 360 ngàn quý vị nha, một tiêm cái tiếp bự như thế này. Còn cái mẫu trắng mặt là 350 ngàn, hai cái cộng lại là 750 ngàn. Với một cái điều đặc biệt là khi mọi người mua cái hóa đơn 500 ngàn thì bên công ty Skin Asia tặng nhiều cây son đẹp hú hồn, một cây son ba nhiêu tặng nhiêu, chị giá tới 350 ngàn. 350 ngàn, nói chung tặng tặng rất rất là nhiều. Nói chung là xài rất là ngon, xài êm ái cuộc đời quý vị ơi, xài đi là mê quý vị nha. Thì cái dòng thương hiệu nó nổi tiếng 3-4 năm trên thị trường rồi, và nó làm rần 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 thị trường, và anh chị em nghệ sĩ ai ai cũng tin dòng sản phẩm e skin này. Xài là mê, xài là chết mê chết mệt. Như vậy còn chần chừ nữa, mọi người hãy nhanh tay lẹ chân sở hữu cho mình bộ sản phẩm e skin, trong một làn da trắng sáng, như là mặt đẹp, body đẹp, để ta nói lúc nào cũng đẹp, để gặp gỡ người yêu, gặp gỡ ta nói chồng con mình lúc nào cũng rạng rỡ như vậy nha. Cảm ơn quý vị rất nhiều, chúc quý vị một nhan sắc thật là đẹp cũng như là thật là xinh tươi với sản phẩm Air Skin.